Liên tục thời gian qua, cơ quan chức năng triệt phá nhiều đường dây đưa người vượt biên trái phép sang nước ngoài. Trong những chiếc visa du lịch sang Trung Quốc, nhưng thực chất chỉ là trạm dừng nghỉ để bắt đầu thủ đoạn khác. Như vụ việc Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá mới đây. Sáng nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh, sinh năm 1987, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là giám đốc công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh, cùng 5 đối tượng là nhân viên công ty, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 9 năm rồi, một người đàn ông Trung Quốc đến Việt Nam hẹn gặp Đỗ Trọng Anh để trao đổi tìm người đi Hàn Quốc lao động trái phép với chi phí 13.000 đô la Mỹ. Trong đó, anh chịu trách nhiệm tìm lao động ở Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc bằng hình thức xuất cảnh theo diện du lịch. Sau đó, người đàn ông Trung Quốc này đón lao động vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc. Một tháng sau đó, Trọng Anh cùng 30 công dân đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài làm thủ tục và cùng xuất cảnh sang Trung Quốc. Đến nơi thì bàn giao cho người đàn ông Trung Quốc rồi trở về nước. Sau đó, người đàn ông Trung Quốc tổ chức cho 30 công dân Việt Nam vượt biển bằng thuyền để sang Hàn Quốc thì bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ. Hồi đầu năm nay, các công dân mới được làm thủ tục về nước. Đưa người vượt biên trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Việc di chuyển bằng thuyền lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng con người. Nước ta có chính sách đưa người sang lao động nước ngoài. Những ai có nhu cầu tìm việc, trước nhất đến trung tâm giới thiệu việc làm nơi cư trú để được hướng dẫn. Khi làm việc ở nước ngoài, mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật của nước sở tại. Bộ Ngoại giao mới đây khuyến cáo khi hơn 100 công dân Việt bị bắt giữ với việc làm phạm pháp. Một tuần trước, hơn 100 công dân Việt Nam làm việc trái phép tại một cơ sở lừa đảo đánh bạc trực tuyến bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất. Số công dân này được tiếp nhận trở lại qua cửa khẩu quốc tế Prechak Hà Tiên. Còn tại Thái Lan, 18 người Việt cũng bị bắt giữ vì tham gia tổ chức trò chơi lừa đảo giúp quảng cáo mời gọi cả trực tiếp và gián tiếp người khác chơi thông qua các phương tiện điện tử mà không được phép của cơ quan chức năng. Đại sứ quán Việt Nam tại nước này phối hợp cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin và xác minh nhân thân của những người liên quan. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc theo kiểu việc nhẹ lương cao, không yêu cầu về bằng cấp trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp cũng như các tổ chức phái cử lao động. Công dân lao động nước ngoài cần tìm hiểu kỹ thông tin về nội dung công việc, địa điểm làm việc và thân nhân người giới thiệu, quyền lợi được hưởng để có quyết định đúng đắn trước khi ra làm việc tại nước ngoài.